Cây giống lâm nghiệp Tam Đảo xin kính chào các bác các anh chị nhé. Hôm nay em lại tiếp tục có thời gian để ra vườn để quay cho các bác về những cái cây giống hiện tại của bên em. Đấy, thì hiện tại là em đang quay cho các bác về cái cây giống xạ đen lâm trồng 2024 các bác nhé. Xạ đen thì được biết đến là một cái dòng dược liệu khắc tinh của các bệnh về ung thư các bác nhé. Đấy. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các thành phần có trong xạ đen giúp ức chế cực kỳ tốt các tế bào ung thư, giúp các tế bào ung thư nó sẽ tiêu giảm dần và không cho nó phát triển các bác nhé. Đấy, chính vì vậy mà xạ đen hiện tại là một trong những dòng cây được rất nhiều các dự án của nhà nước trồng phát triển để phục vụ cho nhu cầu sử dụng cho trên khắp mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Đấy. Hiện tại thì năm nay thì xạ đen cái số lượng cây để cấp ra thì nó cũng không có nhiều các bác ạ. Năm nay thì làm xạ đen thì tất cả các vườn cái số lượng cây nó không được nhiều như năm ngoái, bởi vì cái năm nay cái khí hậu nó thay đổi nên là cái vấn đề ươm cây nó cũng khó khăn hơn so với những năm khác các bác nhé. Hiện tại thì bên em vẫn cố gắng làm số lượng lớn để phục vụ cho nhu cầu trồng sử dụng cũng như là trồng phát triển kinh tế cho bà con. Đấy, hiện tại thì như cái luống này của em thì nó rơi vào khoảng độ hơn 1 vạn thôi. Đấy, một luống nhỏ này thì nó chỉ rơi khoảng hơn 1 vạn cây thôi. Đấy, cây hiện tại thì nó kích thước nó cứ tầm 15 cho đến 20 phân. Đấy, những cây này được tầm khoảng 15 phân. Đấy, xạ đen đây, mùa lạnh thì nó có lá tím các bác nhé. Đấy, sang mùa lạnh thì nó lá nó sẽ tía tía đây này. Còn ví dụ như mùa hè các thứ thì nó sẽ lá nó sẽ bị xanh hơn các bác ạ. Đây. Đấy. Lá thì nó vẫn lá tía bình thường các bác nhé. Đấy, cây lá tía, cây giống chuẩn đẹp các bác ạ. Đấy, bác nào mà quan tâm đến cây giống xạ đen, giống chuẩn, giống đẹp, đấy, chất lượng tốt thì có thể liên hệ cho bên em nhé. Bên em vẫn liên tục cung cấp cho các bác ra ngoài thị trường trồng, sử dụng và phát triển kinh tế nhé. Còn video này em xin tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.